Chào mừng các em quay trở lại với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên thực hiện. Tiếp tục nằm trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập phần nhôm và hợp chất. Đầu tiên, cô trò chúng ta cùng đi hệ thống lại những kiến thức cơ bản cần phải nhớ. Nhôm là kim loại có màu trắng bạc, nhẹ, dễ kéo sợi và rác mỏng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Phần tiếp theo đó là vị trí của nhôm trong bản tuần hoàn. Nhôm ở ô số 13, nhóm 3A, chu kỳ 3. Cấu hình electron nguyên tử của nhôm là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Dựa vào cấu hình electron này, các em có thể xác định được nhôm có 3 electron ở lớp ngoài cùng, nên nhôm sẽ dễ dàng nhường đi 3 electron hình thành cation nhôm. Số oxy hóa của nhôm trong hợp chất luôn là dương 3 nên nhôm là kim loại có tính khử mạnh, chỉ kém kim loại kiềm và kiềm thổ. Do đó, nó dễ bị oxy hóa trở thành ion dương. Tính khử của nhôm thể hiện lần lượt, thứ nhất là tác dụng với phi kim. Nhôm có thể khử nhiều phi kim, trong đó ba phi kim các em cần chú ý là oxy, clo, lưu huỳnh. Đặc biệt, nhôm tiếp xúc với clo đã tự bốc cháy và tạo thành nhôm clorua. Các em chú ý phần tên gọi bởi vì trong đề tham khảo của bộ năm 2020 thì có một câu hỏi là công thức của nhôm clorua là Vậy thì ở phần tên gọi các em hết sức lưu ý Nhôm có khả năng phản ứng với oxy ở ngay điều kiện thường tạo thành một lớp màng nhôm oxit tuy rất mỏng nhưng vô cùng bền chắc bảo vệ làm cho nhôm bền trong không khí và nước Phần thứ hai là tác dụng với dung dịch axit Nhôm có thể khử được ion hydro trong dung dịch axit chloric và axit sulfuric loãng tạo thành muối nhôm và giải phóng khí hydro. Với axit nitric và axit sulfuric đặc nóng thì nhôm có thể khử nitơ dương 5 và lưu hình dương 6 xuống các mức oxy hóa thấp hơn. Ở trong bài đại cương cô đã nhắc cho các em đó là nhôm thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Ở nhiệt độ cao nhôm có thể khử được các oxit kim loại yếu hơn nó tạo thành nhôm oxit và giải phóng kim loại mờ tự do. Đây được gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Tính chất tiếp theo là tác dụng với nước. Nhôm bền trong không khí và nước, thậm chí là ở nhiệt độ cao do có lớp màng nhôm oxit bên ngoài bảo vệ. Khi bị phá hủy lớp màng nhôm oxit này đi thì nhôm có thể tác dụng với nước để tạo thành nhôm hydroxit và giải phóng khí hydro. Nhưng phản ứng này cũng ngay lập tức dừng lại vì nhôm hydroxit kết tủa ngăn không cho nhôm tiếp xúc với nước. Nên trong các bài toán chúng ta sẽ coi như nhôm không tác dụng với nước. Tính chất tiếp theo đó là nhôm tan được trong dung dịch kiềm. Bản chất của phản ứng này đó là đầu tiên nhôm oxit sẽ bị hòa tan bởi natri hydroxit tạo thành natri aluminat và nước. Sau đó, nhôm tác dụng với nước tạo thành nhôm hydroxit và giải phóng ra khí hydro. Đây là một hydroxit lưỡng tính nên tan được trong kiềm mạnh, tạo thành natri aluminat và nước. Phản ứng số 2 và số 3 xảy ra luân phiên nhau để thuận tiện trong quá trình tính toán thì cộng gộp phương trình số 2 và số 3 ta sẽ có phương trình hóa học nhôm cộng natri hydroxit cộng nước tạo thành natri aluminat và 3 phần 2 phân tử hydro. Cô muốn nhấn mạnh với các em là trong phản ứng này nhôm đóng vai trò là chất khử, còn nước đóng vai trò là chất oxy hóa. Cô trò chúng ta cùng chuyển tiếp sang phần thứ hai đó là một số hợp chất quan trọng của nhôm. Có 3 hợp chất các em cần phải lưu ý. Thứ nhất là nhôm oxit, đây là chất rắn không tan trong nước, có nhiệt độ nóng chảy rất cao. Nhôm oxit là oxit lưỡng tính, tan được trong axit và bazơ dơ mạnh. Cụ thể, Al2O3 cộng 6H cộng tạo thành 2 Al3 cộng 3 nước. Al2O3 cộng 2 OH trừ tạo thành 2 AlO2 trừ và nước. Hợp chất thứ hai là nhôm hydroxit. Nhôm hydroxit không tan trong nước màu trắng và kết tủa ở dạng keo. Đây là hydroxit lưỡng tính. Cụ thể nó có thể tan trong axit và bazơ mạnh. AlOH 3 lần phản ứng với 3H+ cộng, tạo thành Al3+ 3 nước. AlOH 3 lần cộng OH- trừ, tạo thành AlO2- trừ, và nước. Cô muốn lưu ý với các em là nhôm hydroxit bền trong dung dịch ammoniac Do đó thực tế ở trong phòng thí nghiệm muốn điều chế nhôm hydroxit thì nhỏ dung dịch amoniac vào trong muối nhôm. Tính chất tiếp theo của nhôm hydroxit là hợp chất kém bền nhiệt. Nhôm hydroxit khi nung nóng sẽ tạo thành nhôm oxit và nước. Hợp chất thứ ba là nhôm sung phát. Nhôm sung phát tồn tại ở dưới dạng muối kép K2SO4, AL2SO4 tất cả 3 lần ngậm 24 nước, đây được gọi là phèn chua. Khi thay cation, kali bằng cation natri, liti hoặc amoni, ta sẽ thu được phèn nhôm. Cô vừa hướng dẫn các em hệ thống lại một số kiến thức cơ bản về phần nhôm và hợp chất. Sau đây, cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo của bài, đó là bài tập về tính chất vật lý, hóa học và ứng dụng của nhôm. Câu hỏi số 1 như sau chất nào sau đây không có tính lưỡng tính. Nhiều em suy nghĩ rằng nhôm có khả năng tan trong dung dịch axit và nhôm có khả năng tan trong dung dịch kiềm nên nghĩ rằng nhôm là kim loại lưỡng tính. Khẳng định nhôm là kim loại lưỡng tính là khẳng định sai. Mặc dù nhôm có thể tan trong axit và nhôm có thể tan trong kiềm nhưng nhôm không có tính lưỡng tính. Đáp án câu 1 là phương án C. Câu số 2. Nhôm oxit không có tính chất nào sau đây? A. dễ tan trong nước. B. là chất lưỡng tính. C. có nhiệt độ nóng chảy cao. D. là chất dùng để điều chế nhôm. Thực tế là nhôm oxit không hề tan trong nước. Nhôm oxit là oxit lưỡng tính và nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit lên đến trên 2000 độ C. Và điện phân nóng chảy nhôm oxit thì sẽ thu được nhôm. Và đây là phương pháp dùng để điều chế nhôm, nên đáp án câu 2 là phương án A. Câu số 3 Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước, công thức hóa học của phèn chua là. Trong 4 đáp án, đáp án A, đáp án C và đáp án D là phèn nhôm, còn công thức hóa học của phèn chua là phương án B, đáp án của câu 3 là đáp án B. Tiếp tục chúng ta cùng chuyển sang các câu hỏi ở phía sau. Câu hỏi số 4 như sau. Trộn bột kim loại X với bột sắt 3 oxit gọi là hỗn hợp mít để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường dây tàu hỏa. Kim loại X là Trong câu số 4 các em để ý cụm từ thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Như vậy có cụm từ này thì chắc chắn là phải có kim loại nhôm tham gia phản ứng. Nên câu 4 đáp án là D. Và thực tế là khi thực hiện phản ứng của nhôm với sắt 3 oxit tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn trên 2000 độ C làm nóng chảy kim loại. Nên hỗn hợp này dùng để hàn đường dây tàu hỏa còn được gọi là hỗn hợp tét mít. Câu số 5 để giữ cho các đồ vật làm từ kim loại nhôm được bền đẹp thì cần phải một ngâm đồ vật trong nước xà phòng có tính kiềm để làm sạch hai không nên cho đồ vật tiếp xúc với nước chanh giấm ăn ba dùng giấy nhám trà lên bề mặt của vật để vật được sạch và sáng bốn bảo vệ bề mặt của vật như nhà thiết kế sản xuất ban đầu cách làm đúng là như các em đã biết thì các vật dụng bằng nhôm bền trong không khí và nước vì có lớp màng nhôm oxit bên ngoài tuy rất mỏng nhưng vô cùng bền chắc bảo vệ, ngăn cản cho nhôm tiếp xúc với không khí và nước. Do đó khi sử dụng các vật dụng bằng nhôm, các em phải hết sức lưu ý là bảo vệ lớp bề mặt này. Nên nếu có dùng cách là dùng giấy nhám trà lên bề mặt của vật để vật được sạch và sáng bóng là sai. Tiếp tục nhôm oxit có tính lưỡng tính nên không được ngâm trong dung dịch xà phòng có tính kiềm mà phải không cho đồ vật tiếp xúc với nước chanh và giấm ăn cũng như các chất có tính kiềm. Câu số 5 đáp án D. Tức là cách làm số 2, số 4 là chính xác. Tiếp sau đây, câu trò chúng ta cùng chuyển sang một số dạng bài tập về viết phương trình hóa học. Câu số 1, thực hiện các thí nghiệm sau đây. 1 cho nhôm vào dung dịch natri hydroxit dư. 2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch amoniac vào dung dịch nhôm clorua. 3. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch natri hydroxit vào dung dịch nhôm sunfat. 4. Sụp khí carbonic đến dư vào dung dịch natri aluminat. 5. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch axit chloric vào dung dịch natri aluminat. Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là Ở câu số 1 này các em cần lưu tâm đó là đề bài hỏi số thí nghiệm thu được kết tủa Để trả lời câu hỏi này chúng ta đi xét lần lượt các phương trình hóa học Thí nghiệm 1 cho nhôm vào trong dung dịch natri hydroxit dư thì nhôm sẽ hòa tan trong kiềm tạo thành natri aluminat. Đây là hợp chất tan ở trong nước. Nên thí nghiệm số 1 không thỏa mãn. Thí nghiệm số 2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch ammoniac vào nhôm clorua. Khi nhỏ ammoniac vào nhôm clorua xảy ra phương trình. Nhôm 3 cộng 3NH3 cộng 3 nước tạo thành nhôm hydroxit kết tủa keo trắng và 3NH4+. Đặc điểm của nhôm hiroxit là bền trong NH3 dư, nên thí nghiệm 2 sẽ thu được kết tủa sau phản ứng. Thí nghiệm số 3 Nhỏ từ từ đến dư dung dịch natri hydroxit vào nhôm sung phát. Đầu tiên, nhôm 3 cộng tác dụng với 3 OH trừ tạo thành nhôm hydroxit. Vì kiềm dư nên nhôm hydroxit sẽ tan trong kiềm tạo thành ALO2- và nước. Thí nghiệm 3 không thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Thí nghiệm 4. Sụp khí carbonic đến dư vào dung dịch natri aluminat sẽ xảy ra phương trình CO2 cộng ALO2- cộng 2 nước tạo ALOH 3 lần HCO3- nhôm hydroxit bền trong khí carbonic dư nên thí nghiệm 4 thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Qua thí nghiệm 4 này, cô muốn nhắc lại cho các em đó là nhôm hydroxit có tính lưỡng tính và tính axit của nhôm hydroxit là tính axit yếu, yếu hơn cả axit carbonic. Thí nghiệm số 5, nhỏ từ từ đến dư dung dịch axit chloric vào dung dịch natri aluminat. Đầu tiên, ion H+ sẽ tác dụng với ALO2 trừ nước để tạo thành nhôm hydroxit kết tủa. Và bởi vì axit dư, nhôm hydroxit lưỡng tính sẽ tan trong axit dư tạo thành muối nhôm và nước nên thí nghiệm 5 không thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Câu số 1, đáp án là A. Cô vừa hướng dẫn các em làm một số dạng câu hỏi liên quan đến phần bài tập định tính. Sau đây cô trò chúng ta cùng chuyển sang một số dạng bài tập định lượng về nhôm và hợp chất. Đầu tiên là dạng bài toán nhôm, nhôm oxit tác dụng với dung dịch kiềm hoặc là dung dịch axit. Trước khi làm bài tập này thì cô muốn lưu ý các em một số phương trình hóa học. Thứ nhất là nhôm tác dụng với dung dịch kiềm. Nhôm tác dụng với dung dịch axit. Thứ hai là nhôm oxit tác dụng với dung dịch kiềm và nhôm oxit tác dụng với dung dịch axit. Ở trong bốn phương trình hóa học này, cô lưu ý các em đó là dù là phản ứng với dung dịch kiềm hay với dung dịch axit thì cứ hai phân tử nhôm sẽ tạo ra ba phân tử hydro. Nhôm oxit tác dụng với kiềm và nhôm oxit tác dụng với axit thì chỉ tạo thành nước mà không có khí hydro thoát ra giống như ở hai phương trình phía trên. Chúng ta vào ví dụ cụ thể như sau. Câu số 1. Cho M gam nhôm tan hoàn toàn trong dung dịch natri hiđroxit dư thu được 3,36 lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của M là Mời các em suy nghĩ. Như các em đã biết, khi cho nhôm vào dung dịch natri thì nhôm sẽ tan ra và giải phóng khí hydro. Bài toán này đề đã cho biết cụ thể thể tích hydro yêu cầu tính giá trị khối lượng của nhôm. Vậy cách đơn giản nhất đó là chúng ta viết và tính theo phương trình. Phương trình hóa học từ bên trên các em có thể đưa xuống và hai phân tử nhôm sẽ tạo thành 3 phân tử hydro số mol hydro tính được là 0,15 mol. Suy ngược lại, các em sẽ có được số mol nhôm là 0,1. Tức khối lượng nhôm 0,1 x 27 là 2,7 gam. Với câu số 1, cô muốn lưu ý các em. Ở bài toán này thì đề cho là số mol hydro yêu cầu tính khối lượng nhôm. Vậy nếu như bài toán khác cho khối lượng nhôm yêu cầu tính số mol natri hidroxit hay số mol của khí hydro thì các em cũng có thể đặt vào phương trình hóa học và tính toán tương tự như cách cô vừa hướng dẫn. Với những bạn mà không nhớ được phương trình hóa học cũng như là cân bằng phương trình không tự tin thì chúng ta có thể sử dụng công thức tính nhanh. Số mol nhôm sẽ bằng 2 phần 3 số mol hydro. Số mol hydro 0,15 mol, vậy tính được số mol nhôm là 0,1 và khối lượng nhôm cũng tương tự như cách thứ nhất tính được là 2,7 gam. Như vậy đáp án câu 1 là phương án A. Tiếp theo, cô mời các em chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là có ở trong đề tham khảo của bộ năm 2020. Câu số 2, để hòa tan hoàn toàn 1,02 gam nhôm oxit cần dùng tối thiểu V ml dung dịch natri hydroxit 1 m tính giá trị của V. Mời các em suy nghĩ. Bài toán số 2, đề bài đã cho khối lượng nhôm oxit yêu cầu tính thể tích dung dịch natri hydroxit cần dùng. Cũng tương tự như câu 1, các em hoàn toàn có thể viết và giải theo phương trình hóa học. Một nhôm oxit sẽ phản ứng với hai natri số mol nhôm oxit là 0,01 thì số mol natri hydroxit cần dùng là 0,02 mol. Từ đây suy ra thể tích dung dịch natri hydroxit 1m là 0,02 lít bằng 20 ml. Hoặc các em có thể sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố. Theo định luật bảo toàn nguyên tố nhôm, các em sẽ có là hai lần số mol nhôm oxit thì bằng số mol của natri aluminat. Sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố natri ta sẽ có số mol của natri aluminat thì lại bằng số mol của natri hydroxit, tức là bằng 2 lần của 0,01 bằng 0,02 mol. Và chúng ta cũng tính được thể tích dung dịch natri hydroxit 1M cần dùng là 20 ml. Câu số 2 là đáp án A. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm nhôm và nhôm oxit cần vừa đủ 200 ml dung dịch natri hidroxit 1,5 M thu được 3,36 lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn, giá trị của m là. Mời các em suy nghĩ. Câu số 3 đề bài cho là hòa tan cả nhôm và nhôm oxit trong dung dịch natri hydroxit. Các em có thể sử dụng phương trình hóa học ở câu số 1 và số 2 để làm tương tự. Điều cũng muốn lưu ý các em đó là khi cho hỗn hợp hai chất này vào trong dung dịch natri hydroxit thì chỉ có nhôm phản ứng với natri hydroxit tạo ra khí hydro. Còn nhôm oxit tác dụng thì tạo thành natri aluminat và nước. Vì chỉ có nhôm tác dụng với natri hydroxit tạo khí hydro nên các em áp dụng công thức tính nhanh là số mol nhôm bằng 2 phần 3 số mol hydro, tức là bằng 0,1 mol. Đề bài cho số mol natri hydroxit tham gia phản ứng là 0,3 mol, sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố natri, các em sẽ tính được số mol của natri aluminat cũng là 0,3 mol. Và đây cũng chính là tổng số mol nhôm ở trong nhôm oxit và nhôm Số mol của nhôm kem đã có là 0,1 mol. Vậy từ đây suy ra số mol nhôm oxit sẽ bằng 0,3 trừ 0,1 tất cả chia cho 2 bằng 0,1 mol. Và khối lượng cần tính là 0,1 x 27 cộng 0,1 x 102 bằng 12,9 gam. Câu số 3 đáp án C. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang một ví dụ nữa ở trong phần dạng bài tập này. Câu số 4 cho em mờ gam hỗn hợp nhôm và natri vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn và 2,35 gam chất rắn không tan, tính giá trị của mờ. Mời các em suy nghĩ. Với câu số 4, các em cần phải xác định được bản chất hóa học xảy ra, sau đó mới tính giá trị của m. Đề bài cho nhôm và natri vào nước dư. Trong bài kim loại kiềm và kiềm thổ, các em đã biết natri phản ứng với nước ở ngay điều kiện thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng ra khí hidro. Trong điều kiện này thì chúng ta sẽ không xét phản ứng của nhôm tác dụng với nước như phần trước cô đã nói lượng nhôm tan ra thì phụ thuộc hoàn toàn vào lượng kiềm được tạo thành. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì vẫn còn 2,35 gam chất rắn không tan, chứng tỏ là nhôm dư. Nhôm dư thì natri hidroxit ở trong dung dịch sẽ hết. Bài toán này cô sẽ hướng dẫn các em giải theo hai cách. Cách thứ nhất là giải theo phương trình hóa học. Đầu tiên, natri phản ứng với nước tạo thành natri hydroxit, 1 phần 2 phân tử hydro. Lượng nhôm tan ra phụ thuộc vào natri hydroxit, tạo thành natri aluminat, 3 phần 2 phân tử hydro. Số mol natri ban đầu ta gọi là x, NaOH tạo thành là x, hydro tạo thành ở phương trình này là x trên 2. Natri hydroxit là x, vậy lượng nhôm tan ra sẽ là x mol và hydro tạo thành ở phương trình này là 3x trên 2 tổng số mol hydro đề bài cho là 0,1 tức là 0,1 bằng 0,5x cộng 1,5x giải ra ta sẽ có x bằng 0,05 và khối lượng kim loại ban đầu sẽ bằng khối lượng của natri và nhôm tham gia phản ứng cộng với nhôm dư bằng 4,85 gam Cách thứ hai các em sẽ sử dụng định luật bảo toàn mol Ban đầu có nhôm và natri hòa tan trong nước. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tạo thành natri aluminat và nhôm dư 2,35 gam, giải phóng ra 0,1 mol hidro Trong phản ứng này thì nhôm có mức oxy hóa là 0 sẽ tăng lên dương 3. Natri 0 tăng lên dương 1. Hydro từ dương 1 xuống hydro 0. Bảo toàn mon-electron nói rằng tổng số mon-electron cho bằng tổng số mon-electron nhận, tức là x mon-electron của natri cộng 3 x mon-electron của nhôm bằng 0,1 x 2 là số mon-electron nhận của hydro. Giải phương trình x bằng 0,05 tương tự như cách thứ nhất và khối lượng bằng 4,85 gam. Đáp án của câu 4 là phương án A. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay, đó là bài toán nhiệt nhôm. Như ở phần lý thuyết cô đã nói, ở nhiệt độ cao, nhôm có thể khử được các oxit kim loại yếu hơn nó, tạo thành nhôm oxit và giải phóng kim loại mờ tự do. Chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Nung hỗn hợp gồm 10,2 gam nhôm và 16 gam sắt 3 oxit trong điều kiện không có không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn y. Khối lượng kim loại trong y là... Mời các em suy nghĩ. Ở trong bài toán này, đề bài đã cho cụ thể khối lượng của nhôm và khối lượng của sắt 3 oxit. Đề yêu cầu là tính khối lượng kim loại có ở hỗn hợp sau phản ứng. Chúng ta sẽ viết và tính theo phương trình hóa học. Cụ thể, hai phân tử nhôm sẽ phản ứng với một phân tử Fe2O3 ở nhiệt độ cao tạo thành một phân tử Al2O3 và hai phân tử sắt. Số mol ban đầu của nhôm là 0,1, sắt 3 oxit là 0,1. Vậy lượng phản ứng sẽ tính theo số mol nhôm. Thì số mol sắt 3 oxit phản ứng là 0,05. Số mol nhôm oxit tạo thành là 0,05 và số mol sắt tạo thành là 0,1. Các em cần lưu ý đề bài hỏi khối lượng kim loại trong y. Như vậy sau phản ứng thì nhôm hết. Do đó kim loại ở trong y chỉ có duy nhất là kim loại sắt. Vậy khối lượng kim loại trong y là 0,1 x 56 bằng 5,6 gam. Đáp án câu 1 là phương án C. Tiếp tục chúng ta cùng chuyển sang ví dụ kế tiếp. Câu số 2. Trộn 6,48 gam nhôm với 16 gam sắt 3 oxit. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Khi cho A tác dụng với dung dịch natri dư, có 1,344 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn thoát ra. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm. Mời các em suy nghĩ. Trong tiết học ngày hôm nay, cô đã hệ thống lại cho các em phần tính chất vật lý, hóa học, ứng dụng và điều chế nhôm. Tính chất ứng dụng các hợp chất quan trọng của nhôm, nhôm oxit, nhôm hydroxit và nhôm pháp, Viết các phương trình hóa học minh họa, tính chất hóa học của nhôm và hợp chất. Giải các bài tập nhôm, nhôm oxit tác dụng với dung dịch axit hoặc dung dịch kiềm, bài toán nhiệt nhôm. Tiết học đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.